Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn để tiếp nối hành trình đạp xe ngày hôm nay ở khu vực quận 3, quận 10. Mời chị và các bạn tiếp tục đi dạo một vòng ở quận 10 đi ha. Trước mặt chúng ta đó là con đường Lê Hồng Phong nối dài. Phía bên đây là Viện Hóa Đạo ngày xưa và ngày nay là Việt Nam Quốc Tự. Và trong một khu rất là lớn ha. Kế đó thì có khu Hồ Kỳ Hòa. Ngày xưa ở đây là khu chợ đêm Kỳ Hòa nè. Và tối nay mình sẽ tiếp tục mình đạp một vòng ở đây, đi qua khu Sư Vạn Hạnh cho nó sáng hơn ha. Không hiểu sao đi ở khu này thì nó hơi là tối. Nó nãy trong cái khu Sentosa đó nó hơi tối vậy phải. Hay là những cái khu mà nó sang nó đẳng cấp thì nó không được sáng cho lắm. Giờ mình đi ra khu ở Bình Dân ha. Trước mặt chúng ta đó là con đường 3 tháng 2 cũng như là con đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Nếu quẹo phải thì mình đi về khu chợ cá Trần Quốc Toản đó. Bên đây thì có nhà thờ Bắc Hà. Nhà thờ Vinh Sơn. Khu nhà thờ Vinh Sơn nè. Nhà thờ Bắc Hà nằm ở trên đường Lý Thái Tổ đó ha. Đây con đường 3 tháng 2 về đêm. Chút nữa mình sẽ đi con đường Sư Vạn Hạnh, một trong những con đường nó khá là nhộn nhịp và khá là đẹp, bởi vì ở đó có rất là nhiều hàng quán cũng như các cửa hiệu karaoke. Nếu mà anh chị và các bạn nào mà thích karaoke thì ở trên con đường này rất là nhiều sự lựa chọn. Rất là nhiều sự lựa chọn ha. Xe cứu thương. Có một anh đi trước dẫn đường á. Cái anh mà mấy nay hay chúng ta có thấy trên mạng xã hội đó. Có một anh chạy xe ráp hay chạy phía trước các xe cứu thương để dẫn đường. Đây là phía sau khu bệnh viện Nhi Đồng. Và bên đây là con đường Sư Vạn Hạnh đi thẳng ra An Đông nè. Rồi mình sẽ đi khu phía bên cánh phải ha. Anh đi tới là khu chợ Trần Quốc Toản ngày xưa, chợ cá ngày xưa. Và ngày nay ngay đó là cái siêu thị nè. Đi tới là ngay chỗ cầu vượt đây nè. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải đây nha. Đây là mắt kính sao Việt ở đầu đường. Khi mà đi vô con đường này chúng ta nhìn thấy hai bên rất là nhiều ánh đèn rực rỡ, giống như là ở phố Tây Bùi Viện vậy đó ha. Đây có ngoài những hàng quán karaoke thì còn có quán cà phê, rất là đẹp luôn, mấy tầng luôn. Karaoke phong cách. Rất là nhiều rất là nhiều ca sĩ đang ngồi chờ phòng, do là hết phòng đó, ngồi chờ khách sạn 2 đêm, 1 giờ 60, 2 giờ 80. Ở trên con đường này cũng khá là nhiều khách sạn. Và bên cánh phải thì có một cái siêu thị cũng rất là lớn. Siêu thị này phải nói là siêu thị lớn nhất ở quận 10 á. Siêu thị Vạn Hạnh Mall nằm trên một cái khu đất rất là lớn. Ở trong đây thì ngày đầu tuần thì nó hơi là vắng. Ở trên cũng hay dẫn đồng đi dạo vòng vô đây. Như bạn đồng nhỏ từ nhỏ cũng được đi rất là nhiều cái siêu thị. Đây
có karaoke K và T, KT. Ở đây thì có rất nhiều cái quán karaoke của các ca sĩ, không biết giờ còn hay không ha. Lúc trước có karaoke Lam Trường, rồi không biết các ca sĩ khác thì có mở hay không. Nhiều khi để cái tên, không phải tên ca sĩ nhưng mà đứng sau đó là ca sĩ cũng chừng. Nói chung khi mà ta đi ca ở đây thì chủ yếu là không gian đẹp rồi âm thanh nó hay, chứ cũng không quan trọng gì thương hiệu ha. Chỗ nào mà nó đi qua rồi biết. Ca đây thì tính theo giờ á, một giờ mấy chục mấy trăm tùy theo, rồi mình ăn uống gì đó thì tính thêm. Đây xe bán đồ ăn vặt, khoai lang nướng, cháo lòng hả, khoai lang nướng, trứng nướng rồi cháo lòng nữa. Rồi. Hai món luôn, ba món luôn, khoai trứng nướng thêm món cháo lòng. Rất là nhiều cái hiệu karaoke luôn á. Chỉ có một đoạn này thôi, còn một đoạn kia thì bán đồ ăn. Và thấy rất là nhiều cửa hàng bán đồ ăn và đồ ăn vặt ven đường, đặc biệt là khoai nướng, bắp nướng, baba sốt, khách sạn Mai Sơn Tài. Rất là nhiều luôn ha. Đó, anh chị nào mà thích khoai nướng hay bắp nướng thì đi ngang con đường này. Đó, rất là nhiều luôn. Hộp gà nướng, bánh tráng nướng, bắp xào, bắp nấu. Đây có karaoke Tiger. Ồ, lớn dữ. Ở đây khi mà đi bộ hoặc là đạp xe đạp thì mới thấy rõ, nhiều khi đi xe máy là lướt không thấy được đâu. Rất là nhiều cửa hiệu luôn ha. Đây nguyên dãy karaoke luôn nè. For You VIP 467. Qua trời đèn luôn. Không hiểu sao cái cửa hiệu karaoke là thường người ta trang trí đèn led rất là đẹp, rất là nhiều màu, tạo cho một cái khung cảnh nó nổi bật. Ngoài quán cà phê, ngoài quán karaoke thì còn có quán cà phê nè. Trời mưa ta. Chết chưa? Đó, bỗng dưng Sài Gòn có một cơn mưa rồi. Đây có quán Gara Coffee. Quá trời đông. Lúc trước ở đây là cái gara. Rồi sau này thành cái quán cà phê nè. Đặt tên là cà phê gara luôn. Rất là lớn ha. Mưa phùn kèm theo gió, giống như là ở Đà Lạt vậy đó. Hồi trước thì đi ngang con đường này thì không có nhiều kỷ niệm gì hết, nhưng mà sau này có kỷ niệm buồn khi mà đi ngang cái bệnh viện 115 này, bệnh viện chuyên khoa thần kinh. Mưa rồi. Sao đây ta?
Bây giờ đạp cái hướng này thì phải về bằng con đường Cách Mạng tháng 8 rồi. Thôi chắc lỡ rồi. Lỡ rồi đi luôn quá. Con đường này cũng có một đoạn ăn, một đoạn chơi. Lúc nãy là đoạn kia là karaoke, ca hát vui vẻ không, ca xong rồi đói bụng. Tới đoạn này thì rất là nhiều hàng quán ăn uống, là những quán cà phê rất là đẹp. Ôi, tự nhiên là đổ mưa rồi. Chạy xe đạp mà mặc áo mưa thì hơi mắc cười ha. Ngộ ngộ á. Chỉ là mưa phùn thôi nhưng mà mưa lâu cũng bị ướt á. Nhà hàng Tự Do 2. Tới nhà hàng Fort Fort. Sao bây giờ ta? Gió dữ ha. Ông tới đây đỡ gió rồi. Chắc là giọt luôn quá. Đi thẳng là con đường Tô Hiến Thành. Quẹo trái là đi về Nguyễn Văn Thoại cũng như là Lý Thường Kiệt, đi ngang ngã ba Quân Tiết Dụ. Mưa phùn có đoạn thôi, có đoạn mưa đoạn không. Rồi nói tháng 6 trời mưa không dứt. Đó có lẽ là tháng này là phải vậy rồi. Nhưng mà giờ là tháng 8, ô tháng 7 rồi. Con đường chúng ta quẹo qua con đường Tô Hiến Thành. Cái đoạn này đi ngang nhà thờ Chí Hòa, rồi chợ Chí Hòa, ngày nay có chợ Hòa Hưng nữa. Nếu mà không mưa là con đường này cũng rất là nhộn nhịp, tại vì có rất nhiều quán ốc, quán ăn ven đường, hai bên đường, quán trong nhà cũng có. Ban ngày đối với con đường này khi mình đi thì mình sẽ thấy những cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Nhưng mà về đêm thì nó lại khác. Đó, chúng ta thấy nè, bên kia có chè bưởi Vĩnh Long nè. Một thương hiệu cũng mới và cũng có rất nhiều hệ thống. Kế đến thì có bánh canh ghẹ Úc Lệ. Chị Úc Lệ nay mưa quá không có dọn ra đường được, ngồi trong nhà thôi. Ngày trước ở đây có quán ốc cũng rất là đông. Hồi thời sinh viên em cũng hay có đôi ba lần đi vô đây. Đó là quán ốc ngay chỗ lâu rồi không có đi, không biết giờ còn không. Đâu có gần đây nè. Đi lại chút. Quán bún bò nè. Chả Hà Nội, bún chả chứ phải bún bò, bún chả Hà Nội, bún bò 30.000, cơm tấm Nam Quang 60.000, 40.000, Bà Nội 40.000, sườn cây là 60.000 ha. Quán ốc ở chỗ này nè, quán ốc anh Quang Anh nè. Anh chị có dịp đến đây thử, đây rất là ngon, cũng rất là đông. Nói chung ốc thì ăn chỗ nào đông đông rồi nó vui. Vui là sẽ thấy ngon nè. Giờ này thì do là ít có dịp đi ăn. Nên là đi hay ghé chung cư cư xá Vĩnh Hội đó. Ngay chỗ G24. Ở đây có quán cà phê nè. Trời mưa ngồi ngoài đường luôn. Dân chơi không sợ mưa rơi.
À, đêm mưa đi một vòng khu phố ăn uống rồi gửi bà con bác xem chơi cho vui ha. Nhiều khi mình không có đi ăn nhưng mà mình cũng biết ở Sài Gòn có cái khu đó nó dậy dậy, về đêm nó dậy dậy, ban ngày nó dậy chứ ban đêm nó khác. À, ngay đây là ngã ba đường Hồ Bá Kiện, đi thẳng hướng Hồ Bá Kiện này chúng ta sẽ đi ra công viên Lê Văn Tám cũng như là nghĩa trang ngày xưa. À, tưởng tượng giờ này mà đi bộ trong cái công viên thì cũng hơi lạnh lạnh ha. À, tới đây là khu chợ Chí Hòa, có nhà thờ Chí Hòa. Ở kế bên thì có trường tiểu học Tô Hiến Thành. Ở nhà thờ Hòa Hưng chứ em nói lộn, cho anh chị và các bạn. Nhà thờ Hòa Hưng. Tại vì có sự nhầm lẫn lúc trước có cô chú anh chị chia sẻ đây là nhà thờ Chí Hòa hay sao á. Nên là hay nói theo kiểu ngày xưa nhưng mà không biết có đúng hay không. Có gì cô chú anh chị sửa giùm. Nói chung kênh Vinh Lâm TV không phải là kênh khai thác lịch sử và cũng không có chuyên về lịch sử Sài Gòn. Chỉ là trên đường đi đây đi đó rồi quay clip này clip kia gửi bà con bác xem. Vô tình có những căn nhà của anh chị rồi tạo ra một cái nhu cầu rất nhiều của chú anh chị cũng có lời yêu cầu để trên kênh muốn quay lại khu xóm chợ, khu xóm hẻm, khu đường này đường kia, rồi Vinh Lâm TV cũng note lại và sẽ sớm thực hiện gửi anh chị. Thì nói chung là có rất là nhiều cái lời yêu cầu nên thành ra em cũng sắp xếp theo cái công việc á. Nhiều khi đi hướng này đi hướng kia thì có tiện đường thì quay luôn, nếu mà nó lâu quá thì anh chị nhắc nhở giùm, anh chị cũng thông cảm ha. Tất cả những video clip trên kênh đều là miễn phí, không có mục đích câu view hay vụ lợi. Anh chị cứ thoải mái. Ngày xưa khi mà chưa có cái mạng xã hội YouTube này thì những anh chị ở hải ngoại thì hay mua những cái băng đĩa do những người trong nước quay rồi ghi ra rồi ghi ra đĩa rồi gửi bán anh chị và các bạn. Nhưng bây giờ thì thời buổi nó khác rồi, có mạng xã hội, có mạng YouTube, anh chị cứ xem miễn phí và thoải mái, không có cái vấn đề trả phí hay trả công gì hết trơn ha. Anh chị xem thì cảm thấy vui vẻ, đó là điều hạnh phúc của một người làm video clip rồi. Còn đăng ký hay like thì đó là cái cảm xúc của anh chị dành cho một cái kênh nào đó, cho một cái clip nào đó, chứ nó không có mang lại cái lợi nhuận hay là cái gì hết. Thì cũng thoải mái vô tư. Nhưng mà có nhiều anh chị cũng thắc mắc cái lượng đăng ký để làm gì và lượt like làm gì. Thì lượt like nó thể hiện cái cảm xúc người xem đối với một cái clip nào đó. Cũng có thể là nó hay quá, và cũng có thể là nó dễ thương quá hay là nó nhiệt tình quá hay sao đó. Còn đăng ký thì để xem những cái clip tiếp theo, hoặc là nếu mà mình có yêu cầu thì hoặc là mình theo dõi một kênh nào đó thì mình bấm đăng ký để khi mà người đó có clip thì nó sẽ thông báo lên cái app của anh chị. Khi mà mình mở lên nó có hình cái chuông đó, rồi nó có cái số. Khi mà anh chị thấy thì đó là những cái số mà những cái số clip mà anh chị chưa xem trên những cái kênh mình đã đăng ký. Nó là như vậy nha. Rồi đây chúng ta đang đi trên con đường Cách mạng tháng 8 cũng như là Lê Văn Duyệt ngày xưa. Đi thẳng đường này là ra công trường Dân Chủ. Mưa bây giờ cũng nhỏ rồi nè. Hồi nãy mưa phùn quá trời, giống như ở Đà Lạt.
Rồi thôi chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn anh chị và các bạn đã cùng với Lâm TV đi đi đội mưa đi ngắm các cửa hàng, cửa hiệu, khu ở con đường Tô Hiến Thành cũng như là con đường Sư Vạn Hạnh để mình thấy đặc trưng của con đường đó ngày hôm nay nó như thế nào ha. Một lần nữa chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.